Ô tô 7 chỗ gây tai nạn kinh hoàng tại quán nhậu ven đường. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23 giờ đêm ngày 18 tháng 2 trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Theo những gì người dân chứng kiến sự việc ghi lại, có thể thấy một quán nhậu ven đường có khá đông người đang tụ tập gần như đã hoàn toàn đổ nát, bàn ghế và những đồ đạc khác đổ vỡ la liệt khắp vỉa hè. Không may, có một số người đã bị thương nặng không thể đứng dậy, đặc biệt đã có người xuất hiện tình trạng co giật. Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do một tài xế điều khiển chiếc xe 7 chỗ đã đâm thẳng vào quán nhậu. Đáng chú ý, sau khi vụ việc xảy ra, có thể thấy tài xế đang ở trong tình trạng không mấy tỉnh táo và cố thủ trên ô tô. Theo điều tra ban đầu của lực lượng chức năng, vào thời điểm trên ô tô, biển kiểm soát 51H977-11 lưu thông trên đường Phạm Thế Hiển theo hướng về cầu Bà Tàng. Khi đến gần số 2471 đường Phạm Thế Hiển, ô tô lao thẳng vào một quán nhậu vỉa hè, cuốn hai người đàn ông và một phụ nữ vào gầm rồi kéo lê. Sau đó, ô tô tông ngã một gốc cây nhỏ trước khi mắc kẹt vào cột điện và bậc thềm nhà dân. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.